Ngày 28 tháng 2, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có buổi trao đổi với phóng viên liên quan đến vụ công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc PNG xây dựng cả khu phố trên đất cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản ở phường 2 thành phố Vĩnh Long. Ông Liệt cho biết, đến nay chưa phát hiện thêm dự án nào vi phạm giống khu Khang Thị. Theo ông Liệt, nếu khu Khang Thị xây dựng sai quy hoạch thì tỉnh đã cưỡng chế đập bỏ rồi. Họ làm đúng quy hoạch, đúng chủ trương. Nhưng cái sai ở đây là họ không chịu làm thủ tục đất đai xin phép xây dựng. Cán bộ coi như địa phương, cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo dẫn đến cái đưa sự việc này. Thì nó gốc từ nhà nước thì đã chỉ đạo cương quyết cái này. Thứ nhất là sở xây dựng đã phạt và coi như là thiếu cái xây dựng, sở kế hoạch đầu tư sẽ xử phạt và coi như là thiếu giấy phép đầu tư. Cái sở tài nguyên môi trường phạt là không chuyển đổi được. Về góc độ địa phương thì tôi tiếp tục chỉ đạo là coi như là dừng ngay tất cả các hoạt động coi như xây dựng trên này. Thứ hai là coi như là dừng ngay cái việc mà cho giao bán coi như nhà ở xã hội. Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc PNG do ông Phạm Xuân Giang đại diện theo pháp luật, trụ sở tại phường 8 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã nhiều lần bị Ủy ban Nhân dân tỉnh xử phạt vi phạm hành chính với các lỗi tự ý sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp tại khu vực đô thị nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Diện tích vi phạm là 4.279,4 m², gồm đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm đường giao thông và đất dùng xây dựng nhà ở. Công ty này còn tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người dân để thực hiện dự án nhà phố mà chưa được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Làm dự án khi chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư. Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cho biết đã có văn bản đề nghị chính quyền, các ban ngành liên quan kiểm tra toàn bộ hồ sơ dự án đầu tư khu phố Khang Thị của công ty địa ốc PNG. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo làm rõ, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra việc khu phố xây không phép.